Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay thì như anh em thấy, mình lại lên một lít đồ cho anh em khá là ok. Đây là một lít loa Boxel giá rẻ. Đây là một ít cục giải mã 24 bit anh em nhé. Và vài cặp củ loa rất là ngon. Và có hai cái kính, dòng kính của Nhật Bản Susot anh em nhé. Hai kính rất là VIP luôn. Và phục vụ cho anh em nào có chất chơi anh em nhé. Rồi thì trước khi vào video thì mình giới thiệu với anh em đây là cái phòng kỹ thuật của mình. Hôm nay mình sẽ quay ở trong phòng cho anh em xem. Ở đây anh em có thể nhìn thấy nó hơi bừa bộn một tí, nhưng mà đây là cái phòng kỹ thuật anh em nhé. Rất nhiều đồ đạc linh tinh ở phòng kỹ thuật sửa cho anh em, và 100% đồ đạc sửa cho anh em là tất cả đều là đồ bóc máy zin. Anh em có thể nhìn xem đồ này toàn là đồ bóc máy ra để sửa cho anh em. Có những con máy về mà chỉ có vứt chỉ để lấy đồ thôi anh em nhé. Đây khá là nhiều. Đấy, anh em nhìn có vài con đài đỏ đây, để điếc này. Về đây, như ví dụ như anh em xem nó vỡ này, nó coi như mình vứt chỉ để lấy đồ thôi này, không làm ăn gì được những con đấy. Đấy, đồ đạc rất là nhiều. Vứt đồ. Đồ đạc cái phòng rất là nhỏ thôi, nhưng mà phục vụ anh em để lấy đồ sửa chữa cho anh em khá là nhiều. Rồi. Đây, ví dụ như anh em xem mắt CD anh em nhé, mắt CD này. Anh em nhìn. Đồ khoảng tầm ở nhà mình bây giờ có vài nghìn con mắt luôn anh em nhé. Vài nghìn con mắt CD, đủ hết các hợp cộng có thể loại để phục vụ thay thế cho anh em, toàn mắt zin Nhật luôn. Rồi thì hôm nay mình sẽ vào cái đống đồ cho anh em xem. Thì bắt đầu bằng hai con kính VIP. Thì anh em nhìn đây là con kính nhá, Ankuro anh em nhé. Ankuro thì đây là một con kính khá là VIP của Nhật. Đây anh em nhìn có thể thấy giá niêm yết của nó là 8.640 yên anh em nhé. Đấy, gọng rất là đẹp luôn, gọng rất là đẹp và đầm tay anh em nhé. Gọng khá là VIP. Gọng này nó là gọng biển chê rồi. Con này thì rơi vào ở Việt Nam nó bán khoảng tầm 3 củ anh em nhé. Ở Việt Nam đang bán khoảng tầm 3 củ đây. Acro đây. Và nó hiện tại nó đang lắp là lắp tròng trong suốt anh em nhé. Tròng này là tròng kính không độ để anh em về làm kính mát được, hoặc anh em nào kính cận thì mang ra hiệu kính cắt kính vào là ok. Thì hiện tại con này thì nó rơi vào gần 3 củ, thì mình chỉ bán giá cho anh em là một củ tròn cho con kính này thôi anh em nhé. Một củ tròn và kính là kính mới 100% chưa sử dụng anh em nhé. Tiếp đến con bên này là con kính Susot. Anh em nhìn con Susot này thì quá là VIP luôn. Anh em nhìn có thể search ở trên mạng, hiện tại bây giờ chưa lắp tròng anh em nhé. Nó chỉ có gọng thôi. Và nó có hai cái mắt mà nó đi kèm. Đây, hai cái mắt không độ đi kèm. Anh em nếu mà lắp vào thì mang ra hiệu kính nó lắp cho anh em nhé. Mình thì mình không dành cái món lắp nên mình cứ để nguyên như này. Đây, hiện tại anh em nhìn nó là rơi vào 12.000 yên Nhật. Đây, giá gốc của nó là 13, hàng này hàng siêu thị mới tinh. 13.200 đang giảm giá còn 12.000 yên Nhật. Gọng thì cực kỳ lì và xịn anh em nhé. Gọng Susot hàng đẳng cấp rồi, con này gần 4 triệu cơ. Riêng con gọng kính này gần 4 củ anh em nhé. Phù hợp với những anh em khá là trẻ hoặc anh em mua cho con gái các thứ đeo thời trang rất là đẹp. Đấy. Và hiện tại con kính này thì mình đang để cho anh em giá là 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000 cho con kính Susot này. Đấy, anh em về lắp tròng phát là vào sử dụng ok luôn. Rất là xịn luôn anh em nhé. Những con kính này thì anh em không giờ phải nghĩ về chất lượng. Và khi anh em mua một con kính mới mà như thế này thì ở Việt Nam không bao giờ có cái giá như thế này luôn. Anh em để search trên mạng. Kính này là kính Susot anh em nhé. Đây Susot đây. Đấy. Giá rất là cao. Đấy, mình có hai con. Anh em nhìn lại, một con thì con Ankuro thì là 1 triệu, còn con Susot là 1.200.000 anh em nhé. Rồi, để xem sang một bên. Tiếp đến bên này là mấy cặp củ loa. Thì ở đây mình có hai cặp củ của thằng Onkyo anh em nhé. Hai cặp củ của thằng Onkyo, anh em thể nhìn củ Onkyo thì củ rất là to anh em nhìn. Củ bát, con này bát 12 cm, màng carbon, củ rất là gấu anh em thể nhìn. Đấy, đầm và nặng kinh khủng luôn. Mặt củ nó to đúng bằng cái lòng đĩa luôn. Anh em nào về độ loa hoặc chế loa lắp vào loa chung của những con loa to thì những con này nó là đẳng cấp luôn anh em nhé. Những con này đẳng cấp luôn. Hiện tại thì như cặp này là mình bán 500.000 một cặp anh em nhé. 500.000 một cặp củ. Đây có hai cặp. Cặp này thì trông nó hơi khác một chút anh em nhé. Cặp này đúng là mũi đạn và nó có vẫn còn cái viền nhựa. Cặp này cũng 600.000 anh em nhé. 600.000 một cặp. Đấy, củ khá là to. Công suất 5W trở kháng 5 ohm. Đấy, hai cặp. Một cặp cặp không có viền nhựa này 500.000 đi. Cặp này là 600 có cái viền nhựa anh em nhé.
Đây, mình sẽ để riêng sang một bên. Tiếp đến thì cái cặp toàn giải anh em nhé, cặp toàn giải của thằng Victor. Cặp toàn giải Victor này thì hiện tại bây giờ mình cũng chỉ còn một cặp duy nhất. Trước mình có 45 cặp cơ. Thì hiện tại bây giờ chỉ còn một cặp duy nhất, cặp này là bát nó rơi vào khoảng tầm 10 cm anh em nhé, 10 cm. Cặp toàn giải Victor thì chất lượng khỏi phải bàn rồi, những cặp Victor nó là tiền thân của loa màng gỗ anh em nhé. Đây, trở kháng là 4 ohm, công suất 12W, con này cực kỳ ngon. Và con này hiện tại bây giờ cặp củ này mình cũng để cho anh em giá chỉ có 600 ngàn thôi anh em nhé, 600 ngàn cực kỳ chất. Và anh em về ghép loa có thể làm đóng thùng riêng cặp này nghe cũng rất hay, chế loa Bluetooth nghe cũng hay, hoặc anh em ghép vào những cái thùng loa anh em có sẵn cũng cực kỳ đỉnh luôn, có thể thay con chung hoặc con chép cũng đều đỉnh. Nói chung nó là một trong số con loa khá VIP của thằng Victor anh em nhé. Rồi mình để riêng ra một bên. Rồi, tiếp đến bên này thì mình sẽ giới thiệu đến anh em vài cặp loa. Ở đây thì có, mình đã đánh số rồi, 4567. Thì ở đầu tiên là cái cặp của thằng Denon, anh em nhìn khá là đẹp anh em nhé, cặp Denon khá là đẹp, mặt trước nó nổi ra anh em nhìn này, đấy, nó nổi ra một phần. Bát của nó là 12 cm, màng carbon, gân cũng màu trắng, trắng sữa luôn, rất là đẹp. Bên trên là con chép đo, chép cao cấp của thằng Denon, dòng này không phải dòng chép đo anh em nhé, chép cao cấp, chép siêu tân. Thùng vách thì rất là đẹp, thùng vách thì khá là đẹp rồi. Đây, đây anh em xem công suất con này, thì con này có Denon M06, công suất là 40W và trở kháng là 6 ohm. Anh em về ghép chợ lời karaoke cũng rất là được, hoặc là ghép để nghe phòng nhỏ. Thì con này là hiện tại bây giờ mình để là 800 ngàn anh em nhé, 800 ngàn con Denon M06, quá là rẻ cho một cặp loa VIP luôn thằng Denon. Tiếp đến bên này thì con Sony, con Sony màng nó màng giấy anh em nhé, bát cũng 12 cm, rất là to anh em nhìn, nó là một trong số những cái dòng loa size khá là lớn của dòng mini. Anh em ghép phòng cà phê để anh em nghe thì cực kỳ đỉnh luôn, hoặc ghép chợ lời karaoke cũng được. Phía sau công trở kháng thì chỉ ghi là 6 ohm thôi, còn công suất thì không thấy ghi. Cặp này được cặp CP500 anh em nhé, cặp CP500. Hiện tại cặp này Sony này mình cũng để cho anh em giá là 800 ngàn anh em nhé, 800 ngàn cho cặp Sony số 05. Tiếp đến cặp Denon ở đây. Cặp Denon này là Denon bao nhiêu đây, mình cũng không nhớ rõ rồi. Bát nó cũng 12 cm, màng của nó là màng carbon, nó hơi xấu một chút anh em nhé, màng carbon hơi xấu không ảnh hưởng, nhưng mình đã xử lý ở bên trong rồi, anh em dùng 10 năm nữa cũng không thể nào hỏng được. Bên trên là con chép dom cao cấp của thằng Denon này. Cặp loa này ngoài cái màng bát của con này nó hơi xấu một tí, còn lại thì đẹp góc cạnh. Bình thường cặp này nó sẽ rơi khoảng tầm 1,2 triệu. Con này có Denon V-Dub 33, công suất là 50W và trở kháng là 6 ohm. Bình thường cặp này sẽ rơi vào khoảng 1,2 triệu, thụt hơi mặt sau, giải mít rất là dày anh em nhé. Anh em chợ lời karaoke hoặc là ghép phòng cà phê cũng rất là hay. Hiện tại con này thì mình cũng để cho anh em giá chỉ có 800 ngàn thôi. Tiếp đến bên này là cặp Onkyo. Anh em thể nhìn Onkyo, Onkyo X7. Nó lại hai con lạc màu nhau anh em nhé, hai con lạc màu nhau, lệch màu. Anh em nếu mà về chỉ quan tâm đến chất lượng thôi thì cặp này nó là một trong số những cặp chơi rất hay, cặp cũ đây. Củ anh em nhìn thấy nó chính là cái củ này này, củ này đấy, đây chính là củ bát của con như thế này, thì củ nó rất là to, củ của thằng Denon anh em nhìn củ của thằng Onkyo nó đẳng cấp luôn. Bên trên nó có chép dom cao cấp này, chép này cũng 25W một con anh em nhé, rất là VIP. Thùng thì thùng khá là đẹp, bên dưới này nó có một vết cấn ở chỗ này, cấn ở dưới đáy của một bên loa đấy, thụt hơi mặt trước này, một con cặp lệch màu anh em nhé, lệch màu. Trở kháng là 6 ohm và công suất là 70W. Đấy, đằng sau khá là đẹp. Thì bình thường một cặp chép của con Onkyo này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 350 rồi một cặp, và cặp củ này nó rơi vào 600. Đấy, thì coi như mình bán hai cặp, một cặp chép và một cặp củ thôi, thì mình tính cho anh em là 900 ngàn cho cái cặp Onkyo này anh em nhé, Onkyo X7 cặp 07 là 900 ngàn, rất là rẻ. Anh em vui lòng không mặc cả những cái sản phẩm như này giúp mình nhá. Tiếp đến ở bên này là cái đống cục giải kim giải mã 24 bit chuẩn, và những cục giải mã này không cần mồi anh em nhá. Thì đầu tiên ở cái cọc số 01 thì anh em nhìn thấy con Denon MA3. Thì Denon MA3 là một trong số những cái mã rất là VIP của thằng Denon rồi, mặt nó mặt nhôm toàn bộ này. Phần này là phần gương anh em nhá, kính gương. Bên trên là MD chạy hoàn hảo, CD chạy hoàn hảo, chạy mắt 213, chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt anh em thể nhìn. Bát chép trực tiếp trên mặt. Đấy, và có chế độ direct như một âm ly chuyên nghiệp. Con này có cái chỗ hay ở chỗ là FM, cũng là đây,
FM thì đủ 108 luôn anh em nhé, FM đủ 108 và có cái cổng PC interface, cổng này kết nối máy tính nhận thành sao cạc này, cổng sao cạc thì anh em để hiểu là cái độ khi kết nối thành sao cạc thì nó sẽ như một cái sao cạc rời khoảng tầm 5 củ cho chất lượng chơi nhạc lốt lét từ máy tính rất là hay anh em nhé. Đây nguồn là nguyên bản 100V, công suất 55W. Đây là cái đường xúc điện ao, cọc loa kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm bass 25cm đánh căng đét lên đẹp luôn. Đây là kẹp anten để anh em nghe đài này, đủ 108 luôn. Anh em nào thích nghe đài chơi cùng này rất là hay. PC là phục vụ anh em giải mã 24 bit này. Đấy. Có cả đường quang ngang anh em nhé. USB này, cái đường này mới là đường anh em hay quan tâm này. Đường USB. Đấy. Anh em sử dụng cái cáp USB như kiểu cáp anh em kết nối máy in ấy, cắm vào máy tính từ Windows 7 trở lên nó tự nhận động nhận driver anh em nhé. Để anh em chơi nhạc lốt lét trực tiếp từ máy tính rất là hay, không phải ghi đĩa luôn. Và con này hiện tại bây giờ thì mình đang để giá là 2,5 triệu anh em nhé. Denon MA3 là 2,5 triệu, giá cực kỳ tốt. Bên dưới là con Denon MG33 cuối cùng còn lại của cửa hàng. Và con này mình sẽ bán thanh lý giá cực kỳ tốt cho anh em. Con này hình như MD nó kén đĩa rồi, coi như bỏ MD đi. CD thì đọc mắt 213 cực kỳ lành, cũng chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt anh em nhé. Bát chép trực tiếp trên mặt đấy, bát chép trực tiếp trên mặt. FM đủ 108, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Mặt của nó là form mặt cao cấp của thằng Denon này, mặt nhôm toàn bộ. Phía sau đây, phía sau công suất là 55W điện nguyên bản 100V, đường xúc điện ao này, kẹp loa này, optical in và out phục vụ giải mã 24 bit, kẹp anten này, các cái đường analog vào ra này kết nối. Và con này hiện tại bây giờ thì mình chỉ để cho anh em giá 2 triệu tròn anh em nhé, 2 triệu tròn cho cái Denon MG33 cuối cùng sót lại tại cửa hàng, giá 2 triệu, giá cực kỳ tốt anh em, vui lòng không mặc cả. Và anh em lưu ý một chút, những cục Denon này nó nặng khoảng tầm gần chục cân cho cục Denon này, rất là nặng, anh em bê phát thấy nó chất luôn rồi, bên trong linh kiện đặc kín luôn anh em nhé, đánh loa thì cực kỳ hay. Tiếp đến bên này thì anh em đó là hai cái cục dàn Onkyo cọc số 02 là Onkyo X7 và Onkyo 7GX. Thì qua bên trên con X7 là một cái con mã kinh điển của thằng Onkyo rồi. Con này giải mã 24 bit cực kỳ chuẩn anh em nhé. Nghe nó giải mã, tức là những cái con giải mã 32 hay 48 bit của thằng Trung Quốc em vứt hết đi, tại vì nó không thể nào hay bằng con này được. MD đọc tốt này, CD đọc tốt này, công nghệ DOA-Link và băng tần QDAC độc quyền này. Và con này CD cực kỳ lành anh em nhé. Dòng X7 CD chạy mắt 213 rất là lành. Anh em lưu ý một chút, nó rất là lành, mặt nó mặt nhôm toàn bộ này, rất là hay. Cục này thì đẹp góc cạnh luôn, đẹp góc cạnh cho anh em luôn. Và đặc thù dòng Onkyo nó là made in Japan toàn bộ anh em nhé. Công suất con này 48W, điện nguyên bản 100V, kẹp loa thì 4 đến 16 ohm. Xúc điện A, optical in phục vụ giải mã đây. Anh em về cắm Smart TV xuống phát là chiến luôn được. Kẹp loa và chơi luôn, hoặc anh em xuất có thể xuất cổng out ra cái thiết bị âm ly bên ngoài để phục vụ em giải mã karaoke rất là hay. Đây là cái đường anten phục vụ em nghe đài FM. Đấy. Rồi. Và hiện tại con X7 này mình đang để cho anh em giá là 1,5 triệu anh em nhé, 1,5 triệu, giá vẫn giữ bình ổn giá trong cái thời điểm này. Tiếp đến vào bên dưới là con Onkyo 7GX thì anh em sẽ nhìn thấy hình thức nó giống y hệt con X7 bên trên, nhưng con 7GX này nó thiếu là nó không giải mã anh em nhé, thiếu cái giải mã, còn lại các công nghệ giống y hệt. MD đọc tốt, CD cũng chơi mắt 213 cực kỳ lành, có FM đủ 108 anh em nhé. Đấy, chơi cực kỳ hay như một âm ly, anh em mình đánh những con loa nhỏ thì nó là đẳng cấp luôn. Vì nó khoảng tầm bát 20cm trở về nó chiến ở phòng nhỏ gần như là không có điểm chê anh em nhé. Cái phần nhạc vàng hoặc nhạc bolero nó chơi rất là hay, mặt nhôm toàn bộ này, sờ rất là mát tay, em sờ và cảm nhận được độ sướng. Phía sau con này thì như thế nào, cũng là công suất 48W anh em nhìn, điện nguyên bản 100V, vẫn made in Japan anh em nhé. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, đường xúc điện out có, optical out có, chỉ có thiếu optical in thôi. Cái đường anten AM FM có, các cái đường rào ra của analog đầy đủ luôn. Con này khá là hay. Và hiện tại giá con này nó chỉ có 1,2 triệu thôi anh em nhé. 1,2 triệu phục vụ anh em không có nhu cầu giải mã, chơi như một âm ly chuyên nghiệp thì con này là một cái lựa chọn mà mình nghĩ là anh em nên chơi. Nó đầy đủ tích hợp CD, âm ly, MD và AM FM đầy đủ. Đấy. Tiếp đến bên này thì nó là con Onkyo V77 anh em nhé. Onkyo V77 thì là một trong số những cái con mà nó là hết ga hết số của cái đầu V của thằng Onkyo. Và nó là cái dòng cao cấp này, đúng nó nhôm toàn bộ anh em nhé. Mặt cũng là mặt nhôm. Và nó là cái dòng đời cuối cùng của đầu V rồi.
DOA link này, công nghệ này, tất cả mọi thứ chức năng tùy chuyện chọn ở trên này hết. Có thể ghi MD tùy chọn các cái chuẩn ghi MD, dò đài trực tiếp trên mặt anh em nhé. Đấy là những cái ưu thế của dòng V77. Giải mã 24 bit đây, optical in giải mã 24 bit và đây đường xúc điện A anh em nhé. Speaker đánh loa từ 4 đến 16 ohm này, còn nguồn là 100V, công suất 55W anh em nhé. Con này công suất lớn hơn con X7 một chút. Các cái đường analog vào ra, kẹp anten để anh em kết nối dò đài FM AM. Đấy. Và hiện tại con này thì mình cũng tính bằng tiền con X7 thôi, bây giờ cũng chỉ có 1,5 triệu thôi anh em nhé, 1,5 triệu cho con này, giá rất là bình ổn thôi. Và tiếp đến con dưới cùng này, một con khá là VIP là con Onkyo N7X. Thì anh em nhìn thấy cái mặt xanh là đời cao thể hiện rồi, có đèn H xanh ở đây, khá là cao cấp. Con này thì MD, CD, đọc OK, công nghệ DOA Link băng tần Virat độc quyền này. Và con này đánh sò than nên cho chất âm cực kỳ hay, dòng đời cao giải mã 24 bit. Và những cái chất âm giải mã con này không có điểm chê luôn anh em nhé. Nó đánh loa bass 25cm thì mình khẳng định là nó căng đét là đẹp luôn. Căng đét luôn anh em nhé. Đây, Made in Japan này, công suất 46W điện nguyên bản 100V. Súp điện ao có kẹp loa này, 4-16 ohm. Anten AM, FM kẹp đây. Và đây là optical in phục vụ giải mã 24 bit anh em nhé. Các cái đường vào ra analog. Và hiện tại con này thì mình giá cực kỳ tốt cho anh em là chỉ có 2 triệu tròn thôi anh em nhé, 2 triệu tròn cho con Onkyo N7X. Đấy, thì hôm nay là những cái sản phẩm mình gửi đến anh em nó đơn giản như vậy thôi. Còn hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Và mình hiện tại còn 2 con đài anh em nhé, 2 con đài khá là VIP, anh em nào quan tâm thì có thể liên lạc với mình. Đây là con bom beat này anh em nhìn này, con bom beat này là con bom beat đây, Toshiba anh em nhé. Đấy, FM của 108 và hình thức thì khá là đẹp anh em. Anh em nhìn nó chơi dòng này là dòng Sitte. Bom beat khá là đẹp. Chơi băng, cassette các thứ đầy đủ. Rất là hay. Và đây là một Na, anh em nhé, con Na này là hàng sưu tầm cho anh em rồi. Là dòng sưu tầm. Cũng đọc cassette cực kỳ ok. Hình thức ui giời, nặng vãi trưởng luôn. RQ535 anh em nhé. Đấy, anh em nào quan tâm đến con này thì có thể nhắn tin ở trên trực tiếp trên video, mình sẽ trả lời anh em. Anh em liên hệ gọi video cho gọi điện thoại cho mình sẽ báo giá cho anh em sau nhé. Ok, và cái video ngày hôm nay mình xin phép được dừng ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ.